Rồi, Tấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 12, 2020. Mình làm video ở trại bò anh Duy nha anh em. Thì anh Duy ở ấp Tây, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì anh Duy có về lô bò mới nha anh em, lô bò đực, rất là đẹp, giá mềm cho tất cả anh em nha. Thì hàng tuần anh Duy có về 1 đến 2 lô bò như vậy. Thì hồi 3 ngày trước thì anh Duy có về một lô bò mười mấy con nha anh em. Thì lái xuống đây bắt tại chuồng hết rồi, không cho quay nha anh em, nên không có làm video cho anh em cùng xem. Thì lô bò này mới về hôm nay, thì anh Duy sẽ báo giá, quay chi tiết từng con và báo giá cho các anh em cùng xem nha. Anh em nào có muốn mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp anh Duy nha. Rồi mời các anh em cùng theo dõi hết cái video, mình sẽ báo giá công khai cho anh em. Đây con đầu tiên nha anh em, đây con 3B rất là to. Con 3B này là cao 1m105 nha anh em, rất là to, đít có đít nha. Con bò này khoảng 5 tháng rưỡi đến 6 tháng nha, cho về nha anh em. Rồi rất là to. Rồi con bò này anh Duy kêu là 22 triệu 500, nhanh gọn lẹ cho anh em, giá cũng mềm hết trơn, tầm giá chung hai mấy không à, 22 triệu 500 rất là to. Thì anh Duy ở Châu Thành Đồng Tháp nha anh em. Đây con Pháp Kem đó, dàn lưng đó nha anh em. Thì con này 1m1 trở về nha anh em, bò này khoảng 5 tháng bò. Rồi 21 triệu luôn, anh Duy kêu là 21 triệu con bò Pháp Kem này nha. Giá rất là yêu thương luôn. Đó, quay chi tiết cho anh em xem, nó hơi chói nắng ra anh em thông cảm. Rồi dàn lưng đó mình. Rồi 21 triệu Pháp Kem 5 tháng. Đây tới con tiếp theo nha, cũng con Pháp nha anh em, 1m1. Quay xa cho anh em xem, có đít lưng đàng hoàng nha anh em. Rồi con này 1m1 thì anh Duy kêu là 21 triệu 500 nha. Và anh em nào muốn xem thực tế bò thì liên hệ số điện thoại của anh Duy, anh Duy sẽ hướng dẫn cho anh em đi tới trại của anh Duy để xem. Đó, gõ cho anh em xem đó nha, 21 triệu 500. Đây. Đây tới con bò này, con bò nhỏ nha anh em. Con này rất là nhỏ, con 4,5 tháng. Rồi con này 18 triệu cho anh em luôn nha. Đây ốm nha anh em, thiếu cỏ. Chủ anh Duy cũng bắt bò tại nhà vườn nha anh em, có cái clip bắt bò tại nhà vườn anh em mình đăng chưa kịp nha. Thì đây con này khoảng 6 đến 7 tháng bò nha anh em, cao 1m1 lẻ. Lưng đó nha anh em, đó đít đó. Rồi rất là cao bò, có 1m1 lẻ. Thì con này anh Duy kêu là 25 triệu nha anh em, 6 7 tháng rồi, 25 triệu rất là to. Đây con 3B bông xù nè, bông này nha anh em, bê bông nào con đẹp hai nha anh em. Đó 6 tháng rưỡi, cao 1m1. Đó dặn lưng với đít nha, hết biết luôn nha anh em, rất là to. Rồi anh Duy kêu con này cũng 25 triệu nha anh em, chung là rất là to. Đó dặn lưng đó. Rồi tới con tiếp theo nha, con này cũng 6 tháng rưỡi nha anh em. Thì con này cao bò hơn nha, gần 1m1, gần 1m2 nha anh em, hai cho về. Thì con này 25 triệu 500, 6 tháng rưỡi bò, giá cũng mềm nha anh em, rất là cao bò đó. Hai mươi lăm triệu 500, to luôn, con này to luôn, rất là mềm. Đây con kem xù là vàng nha, 14 tháng nha anh em. Con này khoảng 160 thịt nha anh em, đó nha, thịt 160, 160 đồ nha. Đó thì con này kêu là 31 triệu nha anh em, Duy kêu 31 triệu.
rất là to rồi. Thì mình vừa báo giá xong cái lô bò ngày mới như vậy các anh em, thì giá cũng mềm, giá yêu thương cho các anh em. Rồi mình xin thông báo với tất cả các anh em nha, thì một ngày mình video càng ngày càng càng nhiều nha anh em. Thì một ngày có thể mình ra 2 video vào khung giờ 18 giờ 45 là 19 giờ 45 nha, cách nhau khoảng 15 phút nha. Thì tối hôm nay mình báo giá cho chạy bò của anh Duy 18 giờ 45 và chạy bò của anh Trung bắt bò, hành trình bắt bò là 19 giờ nha anh em. Rồi hôm nay mình phát 2 video. Thì mời các anh em cùng theo dõi hết cái video vào ngày mai nha, sẽ báo giá luôn nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.